Tôi tin rằng tất cả những gì chúng ta đang làm ở trên đất này là cơ hội Chúa cho chúng ta sửa soạn tấm lòng của mình để có thể một ngày đứng trước mặt vua của môn vua Chúa của các Chúa. Chúng ta không chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời, Chúa của các tầng trời, nhưng giờ này tôi kêu gọi Hội Thánh hãy thờ phượng Ngài như một đứa con trở về cùng cha. Hãy nói với Chúa, hãy mở rộng tấm lòng của mình để Chúa Ngài có một lý do mà Ngài hiện diện trong căn phòng này. Chúng ta phải mở rộng tấm lòng của mình để Chúa thấy rằng Ngài có một lý do để Ngài dừng lại ở trên căn phòng này, để rồi Ngài ban phước và Ngài dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Dầu chúng ta còn mang biết bao nhiêu gánh nặng, thì hãy nhớ rằng trong sự hiện diện của Chúa thì không có bất cứ một điều tăm tối nào có thể tồn tại và đứng nổi cả. Dầu chúng ta đang gặp bất cứ một thử thách và khó khăn nào, thì đừng bao giờ quên rằng Chúa là Đức Chúa Trời, Giê-xu là Chúa của chúng ta. Ngài không lìa, không bỏ chúng ta bao giờ. Đừng để cho nan đề hay một bất cứ một cái sự gãy đổ nào, một nỗi đau nào lớn hơn Đức Chúa Trời. Vì điều đó thật là buồn lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nói rằng như chúng ta đã tin rằng Chúa là Chúa của các Chúa, Ngài là Chúa của các thần, Ngài là Vua của muôn vua, thì giờ này chúng ta hãy bày tỏ tấm lòng của mình để Chúa thấy rằng Ngài lớn hơn mọi sự, lớn hơn ngay cả lan đề và bệnh tật của chúng ta. Alleluia. Chúa ơi, con kêu cầu cùng Ngài, xin Ngài giúp chúng con ra khỏi vùng tăm tối của tâm trí, tâm linh và tấm lòng của chúng con, nhưng cho chúng con như là đàn dâu của Chúa vậy, chạy lại phía Ngài, vì Ngài là đấng mà chúng con trông đợi những tháng ngày qua. Và hãy cho chúng con đến gần Chúa như là đứa con trở về cùng cha của mình vậy, lấy một tấm lòng vui mừng bình an vì biết rằng Ngài là cha của chúng con. Và Chúa ơi, cũng hãy cho chúng con ra mắt Chúa, chạy lại phía Ngài, chúng con lấy sự run rẩy, sự kính sợ vì biết rằng đấng mà chúng con thờ phượng là Chúa của cả trời và đất này. Thế rồi Chúa ơi, linh hồn xác của chúng con đều hướng về Ngài, thờ phượng Ngài, cách đẹp lòng Ngài. Đức Thánh Linh ơi, con kêu cầu cùng Ngài, xin giúp đỡ chúng con thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. Một lần nữa trong danh vinh hiển của Chúa Jesus, con cầu nguyện vì lời hứa của Ngài, đó là Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh Ngài xuống cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Thì giờ này con cầu nguyện để Đức Thánh Linh của Ngài bao trùm đến căn phòng này và Ngài thiêu đốt đi tất cả những gì ngăn trở, để rồi Chúa ơi, chúng con, Ngài đem lòng con trở lại lòng cha của mình. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện để rồi Chúa ơi, trong thời giờ này Ngài cho chúng con được thờ phượng Ngài bằng sức mới của Ngài. Lời khen Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Từ các tầng trời hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy ngợi khen Ngài trong nơi chí cao cả. Hỡi cả thiên sứ, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi cả cơ bên Ngài, hãy ngợi khen Ngài. Vì sự thương xót Ngài hằng còn mãi mãi và sự thánh thiện Ngài còn đến đời. Hallelujah! Chúng ta hãy đến ca mừng ngợi khen Ngài, vì Ngài là đấng khác biệt những lời ngợi khen Ngài. Hallelujah! Chúng ta cùng nhau ung hô danh Chúa trong thiên đàng. Hallelujah!
thật vậy Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con thờ phượng đấng mà một đấng mà ngoài Ngài ra không có ai để chúng con cùng nhau được tung hô danh Ngài, vì Chúa là đấng là nguồn cung cấp cho mọi cuộc đời của chúng con. Ngài là đấng toàn năng. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài vì chỉ có Ngài là đấng có thể nâng đỡ cuộc đời của chúng con. Khi chúng con gặp những khó khăn, khi chúng con yếu đuối, chúng con luôn cần có Ngài dẫn dắt giúp sức cho cuộc đời của chúng con ngày và đêm. Chúa ơi, cầu bày Chúa ơi, vì giữa những cơn bệnh dịch khó khăn này, chúng con nhìn lại những ngày tháng qua, chúng con thấy thật vậy, chỉ có ngài là đấng mới có thể có quyền làm lui đi những cái bệnh tật không ở cùng hội thánh chúng con, vẫn còn được nhớ lại và chúng con vẫn còn gặp mặt nhau mỗi ngày. Chúa ơi, những cái tật bệnh này không thể nào đến gần trại của ngài được. Chúng con tin rằng Chúa là đấng, ngài là đấng thật vậy, ngài là đấng toàn năng, ngài là đấng vinh hiển. Chúng cảm ơn Chúa vì thật vậy.
biết rằng Chúa đang hiện diện trong giờ nhóm chiều hôm nay. Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã hiện diện trong đền thánh của Ngài. Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng con, cho hội thánh Nova của chúng con được làm con gái của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã gìn giữ chúng con qua những ngày tháng qua. Chúa gìn giữ chúng con, bảo vệ chúng con đi ra đi vào, bên trái bên phải, bên trong bên ngoài, từng bước đường của chúng con, từng công ăn việc làm của chúng con, cho gia đình chúng con. Chúng con có đi đâu, hay chúng con có ở tại nhà, hay chúng con có làm điều gì, Chúa ơi, chúng con cảm tạ Ngài. Chúa theo dõi và Chúa chăm sóc đến con từng giây phút mà Chúa ban cho chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì chúng con làm con cái của Ngài. Và Chúa là câu trả lời cho mỗi bà chị em của chúng con, là những nan đề mà chúng con đang gặp phải, những sự khó khăn mà chúng con nghĩ rằng chúng con không thể làm được. Nhưng Chúa ơi, Giê-xu năng quyền trên hết mọi năng lực, đáp lời mọi điều mà chúng con cần xin. Chúa ơi, chúng con thật sự, chúng con chỉ biết đứng lên đây để tạ ơn Ngài. Chiều nay có xin Chúa hiện diện chúng con, xin cho lòng của chúng con dâng lên đến Chúa. Và xin rằng tất cả những sự vinh quang, vinh hiển đều thuộc về Ngài. Chúa ơi, thật không có ai ngoài Chúa, và không ai sánh bằng Chúa của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, thật không có ai như Ngài. For you are great, you do miracles so great. There's no one else like you, and there is no one else like you. Con cảm ơn Chúa, hallelujah. Con xin dâng lên Chúa tất cả tấm lòng của chúng con buổi chiều hôm nay. You deserve the glory and the honor.
với hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ là bất thường cho chúng ta là những con cái của Chúa chọn cuộc đời mà không thấy phép lạ trên cuộc đời. Vì Chúa Giêsu Ngài có nói cùng các môn đồ Ngài, và ngày hôm nay Ngài đang nói cùng chúng ta: các ngươi chưa từng cầu xin ta điều chi, vậy hãy cầu xin đi để ta làm cho các ngươi hầu cho cha được sáng danh nơi ta. Các ngươi nhân danh ta cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho để sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Chính vì vậy, cuộc đời của chúng ta phải là cuộc đời trải nghiệm phép lạ của Ngài, vì đó là điều bình thường của những kẻ thờ phượng đấng mà Kinh Thánh chép rằng không gì là không thể đối với Ngài. Anh ơi, khen Chúa một tràng vỗ tay thật lớn vì Ngài dám được lời khen cho lòng của Chúa của Ngài. Alleluia, 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 cảm ơn Chúa. Vì lời Chúa chép rằng sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Nguyện xin Chúa Ngài ban trong bài tre một tuần mới trong phước hạnh của Ngài. Cảm ơn Chúa, xin mời thánh chúng ta cùng an tâm. Cảm ơn ban.